Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là WinFan đây. Thì hiện tại mình đang có mặt ở server Đài Loan. Đây, S168. Thì hiện tại bữa nay là mình sẽ điểm danh sự kiện ha. Thì bữa nay là sẽ có cái gì? Cái này là quét. Quét nhân mạnh võ sĩ. Quét 100 lần. Cái này là quét 20 mạng khó. Ok. Cái gì nữa đây? Cái này là nhập tích lũy nhân quà. Đấy thôi. Đây có cái gì mình phải nhận hết là rồi. Chúng ta sẽ có mèo 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 hoàng tài, có 10k 250, không biết mình lời được bao nhiêu. 100 mấy cái nào mình lời được 2k mấy các bạn ạ, 2k rưỡi. Ok, chúng ta sẽ nay có đua boss Terry ít y. Ok, thì con này á, thì nữa là mình sẽ có cái mình sẽ để cái bản dịch lên trên nhóm của mình ha. Các bạn nào quan tâm á, thì có thể vô nhóm của mình và nhớ là hãy trả lời câu hỏi và đọc công bố của nhóm và mấy cái tab bài viết đó, tại vì mọi thứ đều có sẵn đó hết trơn rồi. Bởi vì các bạn đọc, các bạn hiểu, các bạn mới có thể chơi game ha, không thôi là sẽ rất là khó để chơi game. Có nhiều bạn vô bạn không đọc, mình cũng nói rồi, mấy cái bài có sẵn mà bạn không đọc mà bạn hỏi thì mình không có duyệt, mình nói thẳng luôn, tại vì mình đã để sẵn hết trơn rồi nha, chứ không phải là không có. Rồi ok, đến với review sơ sơ con Terry này thôi. Đây, cái này là trung bình này, công thủ đấy, này là mấy cái tỷ lệ gì chứ. Nói chung á, con này là chùm chí mạng, hầu như tướng có chí mạng cao nhất á là thằng Terry. Nó là mang hùng gấu á. Ủa nhớ bên kia hùng gấu ta, hùng gấu thì hơi con đã hùng gấu thì hơi khoai các bạn, nó kiểu như nó hơi nó cũng hơi thôi chứ cũng không tới mức gọi là yếu. Cái ulti hay là cái độc chiêu á, mình nghe nói là nó boost phản đòn cho hàng trước. Mình nghĩ là con này là con vệ boost đầu tiên, lộn, con đã boost đầu tiên. Ok, con đã boost đầu tiên của game. Hầu như đã ít thương nào đã boost lắm các bạn, tại vì đã boost đa số là nó cũng không có gọi là mạnh mà cũng nó cũng yếu, nó nửa chừng vậy á. Mình phán đoán con này là chùm chí mạng, các bạn biết là mình chỉ cần nói chùm chí mạng là được rồi. Đam nó không cao nhưng mà chí mạng rất là cao nha các bạn. Thì mình nó cũng đã có ít mắt rồi, hầu như nó chơi chiêu là chí mạng, đọc chiêu là chí mạng luôn. Ít bạn còn lên ấm mắt khá là ngon đấy, nó cứ từ tuần 1 mà nó cứ hút máu liên tục luôn. Hùng rắn luôn, hùng gấu chứ đâu phải hùng rắn mà hút máu hoài vậy. Đậu xanh với lại nó sao ta, đây, chiều của nó đây. Cái này là cái dấu nội tại của nó, là các bạn sẽ thấy cái nội tại nó mỗi lần mà nó vô chiêu là các bạn sẽ thấy cái nội tại có hình chó sói. Chắc trong cái clip mình là mình đã có test Terry rồi đó các bạn ha. Các bạn nếu mà muốn coi thì có thể tìm cái video của mình đó, test Terry XEE đó. Thì con này cái điểm mạnh của nó là đam luôn, chí mạng rất là cao, hầu như là chí mạng nó là cao nhất rồi. Chùm chí mạng, mình nói là chùm chí mạng của hiện tại nha, nó đã cao nhất rồi. Thì các bạn nào mà thiếu đam kiểu như là đội hình các bạn thiếu đam trầm trọng á, thì các bạn sẽ có thể lấy nó về cùng với
con nào ta, con rót là thôi rồi các bạn ơi, má con rót nó ám xong rồi nó gây tê liệt, con này nó đam vô, trời ơi biết đâu mà lần. Thì con này theo đánh giá của mình á, là cái điểm mạnh của nó là chi mạng cao này, về đã bút này, đã bút tăng phản công cho, lộn, tăng phản đòn cho đằng trước này. Cái nào thì như cái nội tại của nó là giảm công, thì phải nó giảm công lên cái mà hình ai mà có bị đánh dấu cái giảm công của nó là sẽ hình như sẽ bị giảm công thì phải, theo mình đoán là vậy. Ok, còn cái điểm yếu của nó là Kula nó lại nó chọi cục băng vô mặt đóng băng rất dễ bị hiệu ứng các bạn ha. Bây giờ các bạn suy nghĩ, tại là con này rất dễ bị dính hiệu ứng, mình nó rất là dễ bị dính hiệu ứng nha, nó mạnh thiệt nhưng mà nó dễ dính hiệu ứng. Đó là ông trời cũng cho trao bạn sức mạnh nhưng mà không trao bạn cái kháng hiệu ứng thì cũng như không thôi. Hồn gấu thì nó vẫn hơi khoai, hồn gấu thì hơi khoai thôi, nó hơi hơi thôi chứ cũng không hẳn yếu mà cũng không có tới mức mạnh quá, nói chung nó cân bằng đấy các bạn ha. Các bạn cái nào theo ý kiến cá nhân của mình thôi nha, mình cảm thấy á con đã này á là bắt đầu nó thay thế cho con ca phẩy rồi, nó kiểu như ca phẩy nó dùng đam ít, mắt dùng đam ba mục tiêu, con này nó chỉ dùng đam hai mục tiêu thôi. Bởi vậy á, thì đam nó sẽ không bằng ca phẩy được, tại vì ca phẩy là nó dùng đơn, bởi vậy á đam nó sẽ cao hơn con này một tí thôi, tại vì á tướng dùng đam đơn lúc nào sát thương nó cũng cao cả, các bạn nên nhớ là vậy nha. Còn tướng dùng đam mà nguyên đội hình hoặc là đam hai hàng hoặc là hàng ngang hàng giữa gì đó thì nó sẽ luôn bị lép vế trước còn tướng mà dồn đam một mục tiêu ha, các bạn xin nhớ giùm mình ha. Rồi, ok, thì hiện tại theo quan điểm cá nhân của mình á, con này có đáng lấy hay không á, thì nếu mà các bạn thiếu một một con đam chủ lực thì mình với một con mình cần bạn cần các bạn cần một con bút, dạng như bạn bút cho hàng trước mình trâu lên đó, thì con này các bạn nên lấy ha, theo mình đánh giá ý kiến cá nhân của mình thôi nha, chứ mình chỉ đánh giá ý kiến cá nhân của mình thôi chứ mình không biết ý các bạn sao. Thí dụ mình nói con này nên lấy, các bạn lấy xong cái bạn nuôi không tới đâu rồi các bạn chê mình là sao ông này ổng ba chợ các kiểu, thì cái đó mình không biết được, tại vì nuôi là do cách của mình nuôi thôi các bạn. Các bạn mà nuôi dồn thì nó sẽ rất là mạnh, còn các bạn nuôi mà kiểu nuôi nuôi ba mớ con này miếng con kia miếng thì nó sẽ không bao giờ mạnh đâu ha, mình nói trước luôn ha. Tại vì cái nhược điểm của luận cái đặc điểm của nó là các bạn biết rồi, mình cũng đã nói rồi. Còn về cái không nên lấy đi xong, tại vì con này nó rất dễ bị dính CC và kiểu như là nó kiểu như là thí dụ mà team của địch nhiều hiệu ứng quá các bạn là coi như là nó ngậm luôn, nó ngậm chiêu luôn, nó ngậm từ đầu trận tới cuối trận luôn ha. Thì các bạn phải suy nghĩ lại, nếu mà các bạn chấp nhận một con này, các bạn chấp nhận nó, bạn chấp nhận điểm yếu của nó thì các bạn sẽ mình khuyên các bạn sẽ lên nó, tại vì nó là thay thế cho ca phẩy rồi, ca phẩy thì đơn mục tiêu sẽ ngon đấy, nhưng mà không bằng con này đam đôi mục tiêu thì nó vẫn boost 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 phản đòn cho hàng trước thì sẽ rất là ngon, giúp cho hàng trước của bạn tăng cứng hơn đấy ha, bút theo phần trăm. Và mình muốn test cái hộp này luôn, cái hộp này là nghĩa là sự kiện gì cái Gulity Gear bot hợp tác để mình mát như 12 thôi, để mình test một hộp cho. Ui có em kim cương này các bạn, đu nói chứ mình test một hộp thôi. Để coi trong đó có gì hết các bạn. Đây, em nó đây. À, mình test cho các bạn luôn là mình chụp lại. À, cái này thức ăn, đồ ăn và cái đĩa xay của nó. Nó đồ ăn trong này các bạn. Cái đồ ăn nó xài trong này nè, mình sẽ test hộp cho các bạn coi ha. Đây đồ ăn nó xài trong này nè, mình cho hai con này nè nó. Ok vậy ha, thì mình video video clip của mình đến đây cũng đã dài rồi, mình cũng không thể nói thêm được nữa, mình hẹn các bạn ở video clip sau để mình nói rõ hơn nha các bạn, nói rõ hơn về các tướng như kỹ năng hay là blub 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 ha. Thì
rất mong được các bạn ủng hộ. Và hãy nhớ là nếu các bạn thích video của mình thì hãy like và đóng góp ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận đó các bạn. Hãy nhấn đăng ký kênh và có thể bạn cho mình nút chia sẻ luôn ha. Đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo nhỏ nhỏ ở dưới để nhận tất cả video của mình mới ra ha. Thì rất mong được các bạn ủng hộ ạ. Thì sao ta? Chúc các bạn có một ngày thật tốt lành cùng người thân và gia đình. Và hãy nhớ là re game ít thôi và hãy dành thật nhiều thời gian ở bên gia đình và người thân của bạn nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Please like, comment, share and subscribe channel for me. Bye bye, see you. Bye bye, I love you guys.